Hi, xin chào các bạn. Kế bên mình đây là chiếc xe có lẽ được mong chờ một cách bất ngờ tại triển lãm Geneva Motor Show 2019 năm nay. Đó chính là chiếc VinFast SA, nhưng mà không phải là phiên bản 2.0 mà là phiên bản V8. Điều này hé lộ là bên dưới nắp capo của chiếc SA V8 này sẽ là một khối động cơ V8 cực kỳ hoành tráng. Nhưng mà hơi tiếc là đối tác của VinFast, Magna, họ vẫn chưa công bố về mức dung tích của động cơ này, mà họ chỉ cho chúng ta biết là cái khối động cơ V8 này cho công suất tối đa lên đến 455 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 624 Nm. Sức mạnh này giúp cho chiếc SA V8 đạt max speed, tốc độ tối đa lên đến 300 km/h. Và cái phiên bản V8 này nó có một số điểm phân biệt với cái phiên bản SA tiêu chuẩn 2.0 sắp được bán tại Việt Nam. Ví dụ như là cái phần đầu xe thì cản xe đã được thiết kế lại để tạo cho nó cái nét nhìn gấu hơn. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt của phiên bản V8 này là loại đang chéo chứ không phải là kiểu thanh ngang như là cái phiên bản SA 2.0 chúng ta đã từng được thấy. Có thể nói là ngoại hình của chiếc SA V8 này nhìn cực kỳ gấu và mạnh mẽ, nhất là khi nó được phối phong cách black on black, tức nghĩa là sơn đen cùng với lại cái mâm màu tối, nó là ngầu. Về cơ bản thì cái SA V8 này á là một cái dự án xe hiệu năng cao mà đối tác của VinFast là Magna họ muốn trình làng để cho số đông chúng ta biết một chiếc xe VinFast hiệu năng cao như thế nào. Mình vẫn hy vọng là VinFast họ sẽ có một cái hãng độ chính hãng, giống như kiểu như là Mercedes thì có AMG, BMW thì có M Performance rồi đó. Thì không biết là VinFast họ sẽ có nghĩ đến ý tưởng này không, nhưng mà mình muốn gợi ý cho VinFast là nếu như họ có làm một cái hãng độ hiệu năng cao cho VinFast, cho chiếc xe của mình á, thì có lẽ nên lấy tên là Vin Very Fast. Rồi, cái bên mình đây là cái bộ mâm rất là hoành tráng, kích thước 22 inch cùng với lại cái bộ phanh bên trong nhìn cũng đồ sộ không kém. Nhưng mà không hiểu vì sao bộ phanh bên trong nó không có những cái lỗ tản nhiệt, mặc dù có kích thước rất là bự. Phần hông xe thì cũng không có nhiều sự khác biệt so với lại phiên bản SA 2.0 tiêu chuẩn trước đây. Và đây là phần đuôi của chiếc VinFast SA V8, rất là ngầu và thể thao không kém phần đầu, cực kỳ ấn tượng với bốn cái ống bô. Và ở đây mình thấy bốn cái ống bô này là đến từ hãng Remus, một cái hãng bô hiệu năng cao có làm sản phẩm cho xe BMW. Đập vào mắt mình nữa là cái chi tiết logo Lux V8 Limited Edition. Điều này cho biết đây có lẽ sẽ là phiên bản đặc biệt của cái dòng xe SA nếu được sản xuất thương mại. Rồi phần đèn nhìn rất là ma mị từ phía sau. Về cơ bản thì phần đuôi của SA cũng khá là ổn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào trong khoang xe để xem nội thất của phiên bản V8 này có khác gì phiên bản 2.0 bình thường hay không. Về cánh cửa thì cái màn loa này mình thấy có chữ V, VinFast. Đồ họa thì nhìn cũng khá ổn. Trước khi bước vào nội thất thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút là cái phiên bản chúng ta đang thấy tại triển lãm Geneva Motor Show lần này chỉ mới dừng lại ở phiên bản concept, tức nghĩa là đối tác của VinFast Magna họ lấy một chiếc BMW X5 và họ vẫn giữ lại cái platform, khung gầm và động cơ, họ chỉ thay đổi cái dàn ngoài, cái body của xe mà thôi. Và nội thất thì họ cũng điều chỉnh lại một số chi tiết để theo như cái thiết kế của Pininfarina đó. Thế nên là những cái chi tiết nhựa bên trong nội thất này chỉ dừng ở mức concept, tức nghĩa là nó vẫn còn hơi giống đồ chơi, nó chưa được hoàn thiện một cách xuất sắc. Nên các bạn cũng không nên quá đánh giá về cái phần hoàn thiện trên chiếc xe concept này. Hôm qua thì mình có nói chuyện với lại anh David Leon là thiết kế của VinFast á, thì ảnh có cho mình xem những cái bức hình về cái phiên bản trước sản xuất, tức nghĩa là pre-production của VinFast SA tại Việt Nam. Thì mình thấy là những cái chi tiết nhựa như là những chi tiết kim loại bên trong nội thất của cái phiên bản trước sản xuất nó nhìn ổn hơn và sắc sảo hơn so với cái phiên bản concept này. Đó là vài thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, bây giờ vào nội thất. Cái phần ốp trang trí hai bên cánh cửa là họa tiết carbon để tạo cái ngôn ngữ thể thao cho chiếc xe SA V8 này. Cái phần đèn trang trí nội thất ambient light thì màu xanh dương nhìn nó hơi
chói. Tổng quan nội thất thì được phối màu da kem với lại những chi tiết màu đen. Vô lăng của chiếc xe thì có hơi hướm những cái nút bấm giống BMW. Nhưng mà thiết kế về cơ bản thì nó vẫn có nét riêng của VinFast. Bản đồng hồ tốc độ thì rất là lung linh với cái màn hình màu trung tâm ở giữa. Thấy mình thấy là cho cái màu sắc cũng đã đó, mặc dù đây chỉ là phiên bản concept thôi nha. Rồi, trung tâm, bảng táp lô của xe là một cái màn hình khổ dọc cảm ứng, nhưng mà chỉ là màn hình thôi, ở đây thì chúng ta không điều khiển được gì hết đó, bởi vì đây vẫn là chiếc xe concept. Thì hôm qua anh David Leon có hé lộ cho mình thấy cái phiên bản tiếng Việt của hệ thống dẫn chiếu thông tin trên chiếc VinFast. Nó cũng rất là thú vị, bởi vì nó sẽ được Việt hóa hoàn toàn nha, chứ không phải như thế này đó. Rồi, những cái này thì mình không mở được. Đây là cần số, thì nhìn nó vẫn hơi thô bởi vì phiên bản concept mà. Ở đây thì chúng ta có thêm cái phần ốp trang trí carbon và phần đèn viền nội thất. Phần ghế của xe ác hẳn các bạn cũng thấy là khá quen thuộc đúng không? Nhưng mà cái thiết kế của phiên bản sản xuất thương mại thì nó sẽ khác một chút như thế này. Rồi, đây là không gian hàng ghế sau của chiếc SA. Bởi vì ở đây đối tác của VinFast là Magna, họ không cho mình ngồi vào. Thế nên là mình chỉ chia sẻ ở góc độ nhìn bên ngoài thôi. Thì nhìn bên ngoài có vẻ như là cũng khá rộng rãi, khá là ổn với một chiếc xe SUV cỡ chung, 5 chỗ ngồi, có cửa gió phục vụ riêng cho hàng ghế sau, có cả hai cổng USB để lấy nguồn cho các thiết bị di động. Đây là cái chi tiết mà mình nghĩ là VinFast họ rất là chu đáo cho khách hàng của mình. Mình có hỏi anh David Leon, thiết kế của VinFast, về cái tính khả thi thực tế của dự án xe SA hiệu năng cao này. Thì anh có chia sẻ là hiện giờ thì họ vẫn chưa có kế hoạch để mà thương mại hóa cái phiên bản V8. Nhưng mà chỉ trong vài tháng nữa thôi thì cái phiên bản SA 2.0 tiêu chuẩn chắc chắn là sẽ được sản xuất thương mại và giao đến tay các khách hàng để đặt xe. Đó. Dù sao đi nữa thì mình vẫn mong chờ là VinFast họ sẽ có đủ nội lực, đủ mạnh để có được một cái hãng độ chính hãng cho mình với cái tên gọi là Vin Very Fast. Xin cảm ơn.